Đây rồi em, Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. À, cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhé. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó mới ra, còn không bóp thì nó lại ngắt, thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2, đấy, dài từ 1m2 nhé. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 thôi nhé. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng, thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy. Thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Các bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá. Tăm nước, cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy, các bác bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc cho bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng. Nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn và hàng thương hiệu Willing của Đức, inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp mà 5 chiếc thìa như này.
thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở hoặc dùng cho trẻ em rất là ok, vừa bạn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá, 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này, khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim thì con này bên shop bán với giá đó là 100, trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá, 160.000. Đó, thì các bác lên cho em là điện thoại một sim hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em, bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy các kiểu như này, và kết nối với các cái đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bác, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này. Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi, 70.000 cho một hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác kẹp, các bác gắp ra cho em nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn lên cho em là đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu 70k. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70k. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh. Mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa nhá. Đũa sứ. Các bác này, đấy rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok. 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá. Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này. 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo, tức là bán theo dây như này, một dây bán theo 3 hộp như này nhá. Đấy. Bên shop thì bán sẽ là combo là 3 hộp như này nhá. 3 hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 hộp nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này. Keo vàng đa năng, đó. Giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá, 20.000 trên 3 típ. Đấy, keo vàng đa năng 20.000 3 típ này. Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này. Đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành, đồ sứ này, rồi điện thoại này, thiếc, nói chung là dán đa di năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan các bác này. Đó, mã vạch này, 885 này. Thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho anh em đó là keo vàng đa năng. Keo vàng đa năng giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá. 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy, mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là 2 vòng nhá. Mỗi một tẹp này là 2 vòng các bác. Về các bác giả nó sẽ là 2 vòng.
Đó, 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình thôi nhá, tùy theo cái địa hình các bác, để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt, giá của nó sẽ là 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái led pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này và các bác dùng để mình dán lên tường. Dán lên tường các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ led pháo hoa này thôi. 180k nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn. Đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá, ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k nhá, 45k. Đó, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa anh em các bác nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền. Thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng, từ 3 đến 5 lạng. Hàng thương hiệu Winling của Đức này, made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá. Giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này. Lên cho em là dao chặt đứt nhá. Chặt đứt. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá. Chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy. Có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany, rất chất lượng cho các bác luôn, băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá. Dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây. Con này thì nó sẽ là mẫu mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này. Mũi nhọn như này các bác nhá. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy, dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được giấy bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được giấy bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000. Lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá sẽ là 175.000 cho một em dao nhọn như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn, giá của nó sẽ là 175k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30cm và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá. 4 phân rưỡi, cơ bản như vậy các bác. Thì đây nó sẽ là con này, nó sẽ là con mũi vuông các bác này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Nó rất là ok ngon lành. Wabo Japan này, thép không gỉ này, đấy, chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu thuốc nhá, lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 trong cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó đây. Đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này các bác này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái này nó có gioăng giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tẩu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tẩu thuốc này. Giá của nó sẽ là 70k. 70k cho cái bộ tẩu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác inox. Giá sẽ là 15k trong chiếc như này. 15k nhá, 15k trong cái lọc rác inox như này nhá. 15.000. Đấy, rất là tiện, đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá. Đó, nó rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá, rất là tiện các bạn. Đây, đấy, đặt vào cho em là xong này. Đó, cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá, nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh, đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn, đổ đi rất là sạch. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50, một chiều 30. Một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá. Một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30 x 50. Và bên shop bán cho combo nhá. Đấy. À, 3 cái là bằng 20k nhá, và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá. Các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chắn kiến, dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi nói chung là ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi, muỗi rồi côn trùng kiến gián là nó sẽ chịu hết luôn nhá, nó rất là tiện luôn. Đấy, thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong. Ruồi, muỗi, kiến gián, côn trùng đều ok hết nhá, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em là xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy, giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá, dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2 mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên. Đấy, rất là khỏe luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn.
Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu, chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bác này. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bác, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc, chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây nó sẽ là một cái khay bằng giấy như này. Khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng. Bằng nhựa mạ vàng như này các bác này. Đấy, nắp của nó thì nó sẽ là mở trực tiếp ra này luôn. Các bác để cho em giấy các thứ loại giấy ăn vào đây, rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat. Các bác dùng bền đẹp chắc chắn không lo bị gì sét nhá. Đấy, không lo bị gì sét cong vênh như thế này thế nọ. Cứ vừa mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh mà khổ giấy, các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này, lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các bác nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng như này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này. Và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25cm và có lô là 30cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện. Thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa chức năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK50 gì này, Made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào cho là xong nhá. Đó đây, Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này, kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan này. Đó, nó sẽ là một con cưa lách như này, Made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành, rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok. Hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng Made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, Made in Japan có nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng Made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá. Kéo tỉa răm inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ. Còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món 2 hai kéo và hai cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là hai kéo hai cưa luôn các bác nhá, hai kéo hai cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy, thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi, 160.000. Đấy, thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo cành cam này là 70.000 này, 70.000. Đấy, cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy,
Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 thì ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24-25cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá. Kéo tỉa 24 giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20cm thôi. Con inox là 20cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá. Kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan đây, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Made in Japan này các bác này, chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá. Giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Này 150 à. Vâng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt, tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó, thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150k nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm một ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm một ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con bơm một ti như này. Đây, các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải, chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đồng hàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30cm. Chiều ngang của nó thì khoảng 10cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là bơm một ti nhá. Bơm một ti nhá, bơm một ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm một ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhá, xe 4 chỗ với lại những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này.
hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẫy hơi luôn. Đây, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẫy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn, chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2T như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2T nhá, bơm 2T 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy. Thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phủ da cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. À, rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây nó sẽ làm con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này. Bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm cái gói thuốc này, bóc ra sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 một bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Đó. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới.
Đấy, rất là ok nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhé, 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt thế này, hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày, dày của nó vào khoảng là 5-6 ly nhá, 5-6 ly, rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ, chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao chặt gỗ này, chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá, giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan con này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi, 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá, gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này, hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi, 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy, rất bén luôn các bác theo. Đây, rất là bén luôn nhá, rất là bén luôn các bác theo. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá, rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi, hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là lên cho em là thái gỗ nhá, thái gỗ, giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 mét. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 mét. Và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 mét nhá, 20 đến 30 mét. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên xem là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng. Giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim thế nên không lo gì bị dỡ, chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em.
Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Nên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này, đấy Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất của Pháp đây. Made in France này. Đấy thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci với nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000. Tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ, 5 mùi hương khác nhau. Đó, dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này. Nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nhé. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai. 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga đại các bác nhé. Khò ga đại, cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này. Hàng của Nhật này. Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết đấy các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát, rồi chống đảo chiều, rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng mà bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó, con này thì giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi. Chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V, 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V. Các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì
nó rất là tiện, các bác dùng để mình khoan khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy nó còn xoay thẳng được như này nên này. Đấy các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác là rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngoan nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn, chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Các bác này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh minh. Thôi được rồi đây. Đây các bác nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít như này. Các bác lên xem là máy vít giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, 130.000 cho một em máy vít như này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên xem là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên ban thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20-25 gì đấy nhá, 25-25. Đặt này về mẫu to, giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ ăn bàn lau mồm cũng được. Đấy, lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30.000 trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn LED các bác này. Đấy, à, xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nha. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này.
Đấy, con này thì vừa lấy đứng vừa lấy nằm vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này, đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này, và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá, một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá, 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi, dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm, dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này, các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó, đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này, hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá, cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá, một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn. Tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng ba cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng ba cánh nhá. Giá của nó sẽ là năng lượng ba cánh này, 180k thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhé, lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này. Sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây. Sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này, bằng nhựa, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao các bác lên cho em đó là cái các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wabo này. Đấy, Wabo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá, dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá. Lên mã giúp cho em là đó là dao gọt 2 nhá. Gọt 2. Giá sẽ là 80k cho một chiếc dao gọt 2 như này, chiều dài khoảng 20 cm nhá. Gọt 2 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho mấy em robot như này các bạn. Đấy, 120k.
Đây, ở nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo nó cho em. Và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này. Nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây. Đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh. Chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem. Đấy, hút thử cho các bác xem cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây. Đấy, các bác bật lên cho em. Máy chạy này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Con này thì nó chạy được cả trên thảm cả dưới đất nhá. Đấy. Cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây. Rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây. Đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá, còn chạy dưới đất thì các bác này. Đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn. Nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có 120k thôi. Đấy đây. Bây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi. Bây giờ các bác em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy. Nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi, nhưng mà các cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này. Đặc biệt là các cái phần bụi lông bụi mịn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi. Những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được, và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn, rất sạch sẽ tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá, nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy, giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy, chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy, thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá, tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này, robot này, đó, robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa inox nhá, hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây. Hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây con này, đây. Cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm này. Đây. Đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, con theo. Đây. Đấy, phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này. Thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó, bám cây bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa răm. Lên cho em là, các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Đó, lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy, giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ theo combo. Đấy, bán theo combo thôi nhá. Đây con này rất là ngon lành luôn, có cái cao su chống dính rất là tốt nhá, hàng bằng vải mịn nhá. Nó sẽ là bằng vải này. Đấy, hàng bằng vải dệt 5D. Đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn. Em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Đấy, găng tay lao động này. Đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k. Đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên. 5 đôi sẽ là 40.000. 40.000 cho 5 đôi. Đó. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng. Đây. Đây nó sẽ là một cái nắp cống như này. Đấy. Nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn. Đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây. Nó sẽ làm con nắp cống bằng đồng này. Đấy, đây cho các bác nhá. Đó, bằng đồng nguyên chất này. Khi các bác cho nước vào thì nước, xả nước thì nó mới mở nắp nha, còn không thì nắp nó luôn đậy như này thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k. Đấy, lên cho em là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một cây nắp cống đồng. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối. Đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhé. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nha các bác nhé.
có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô nhật tự động nhá, ô dù nhật tự động đây. Đấy. Thì giá thì chỉ có 80k thôi, nó sẽ có các màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó rất là tiện này, khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này nó sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác, khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì chỉ cần bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp vào này, bóp này nó sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác ở trên ô tô xuống này hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá. Hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó. Lên cho em là ô dù nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc. 80k cho một con ô dù Nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Đây. Đấy, một con chổi cọ bàn ghế như này. Các bác chiều dài của chổi thì khoảng 20cm. Các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 35k thôi nhá. 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy, thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy. Hàng của Nhật này, Polis này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1.000m này, 600-1.000m có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này, phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá. Có nam châm hít này. Đây. Đấy, đây nó có nam châm này. Đấy, nam châm hít này các bác này. Đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này. Đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này đang bị hết pin nhá. Đấy. Em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó đây nhá. Đó. Có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy. Đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Ban ngày mà em dọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá sẽ là 100. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin này, đấy, cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi. Dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi và tránh cái lực là bị hao ga nhá. Bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga. Đó, 25k một chiếc, 25k. Lên cho em là chắn bếp ga nhá. Chắn bếp ga. Đấy, chắn bếp ga. Giá sẽ là 25k. 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ. Đây nó sẽ là một con kéo cắt cành. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Bên shop em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, kéo cành hộp đỏ này. Đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này. Hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng để cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa cành, cắt cành dăm, cành diếc đều ok hết nhá. Hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy, đây, rất là ngon lành như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhá, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 3 đến 500.000, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150.000 thôi.
lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm, đó là dầu gội đầu. Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều, và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này, cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này, có hai màu, màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan con này, đó, Bangkok Thái Lan này, giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này, có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây, các bác lên cho em là đệm ghế này, đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây con này, đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá, đệm cao su non chống trơn trượt cực kỳ là, xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn, và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn. Đó, giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi. Các bác lên xem là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống, đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại, hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng, thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là êm ái. Thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó, để mình ngồi nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đây mã giúp cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này. Đó, đệm ghế giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây con này. Đệm lót mông silicon chống ngay mông, đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa, dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các mắt tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicon đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicon chống ngay mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicon này quá, phân tán được tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hốt thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh, chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng mới thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cái oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hốt thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy, đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này, dùng thẳng cũng được, mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác có thể đảo đi như này, đảo đi như này cho em. Đó, đây, rất tiện nhá, và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này. Đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này. Đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này. Đó, lên cho em là khoan mini nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi. Đấy, khoan mini đầy đủ chi tiết cho các bác luôn, mà giá chỉ có 180.000 thôi. Khoan mini nhá, khoan mini này, khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là sen quạt tăng áp nhé. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này, và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhé, đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này, và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhé, đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho các bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này. Đấy, giá thì cực kỳ mềm mại rồi,
chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả 1.000 bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đèn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Còn đèn này trong nó để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé. Nhưng đó, nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn. À, khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng cũng đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế. Tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi. Một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc. Chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm, 20-22 cm. Và đây, to nhất thì là 18 cm nhá và nhỏ nhất là 10 cm thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000, tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi, 10.000 cái khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá. Bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này. Và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn này các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá. Chứ không, các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được. Mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào cho em. Nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 trong cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng nhá. Bên em gọi nó là vòi tưới cây bằng đồng. Đấy, tại vì là cái đầu ra nước của nó là bằng đồng. Đấy. Cái đầu vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, vòi đồng tăng áp thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Các bác có thể điều chỉnh tia nước này. Đấy, điều chỉnh tia nước to nhỏ ở đây. Đó, và các cái đầu để các bác kết nối với các loại dây. Đấy, các loại dây, các loại vòi đều kết nối được hết nhá. Đấy. Các bác cứ kết nối vào đây chị em, rất chắc chắn luôn. Để các bác dùng để mình xịt rửa xe này, tưới cây này. Đấy. Con này thì vừa là kết nối nhanh này, tiện dụng này. Và giúp cho các bác dùng thì khi dùng thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Có 4 cái cốt, 3 cái cốt nối như này. Đó, 3 cốt nối như này. Lên mã giúp chị em đó là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng này tăng áp giá sẽ là 50k nhá. 50k một chiếc đây. Các cái đầu cút nối thì về nhà các bác nối như này cho em này. Đấy, các cái đầu vòi nối nó đều nối được vừa hết nhá. Đều nối được hết. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đó, rất đơn giản. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Vòi tăng áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm. Cái này vòi tăng áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm van siết. Lực nước được tăng gấp 300 lần so với thông thường. Anh chị có thể rửa sân, rửa xe máy, tưới rau, rửa xe ô tô. Bên em đang siêu 40% nhanh tay đặt anh chị nhé. Đấy, con này của họ bán thì nó chỉ có cho các bác là một cái đầu siết thôi, nhưng bên em có cả đầu nối luôn. Giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái phao nước nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dạng phao nước như này. Thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước này cho em. Còn cái này là đầu xả ra. Đấy, nó kết nối vào đây. Và khi nước nó nâng lên là nước ngập 1 cm là đầu vòi nước sẽ tự ngắt, rất là tiện. Thì các bác có thể lắp vào các cái vị trí như là phòng
phòng ví dụ như là van xả này, xả ra xô để các bác rửa này, test nước này hoặc đa di năng luôn, tất cả các vị trí đều ok hết nhá. Đấy thì các bác lên cho em đó là phao nước nhá. Đấy, lên cho em là phao nước, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá, 70k cho một cái phao nước như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Nước thôi là sẽ tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thao cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì vì cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi mọi người nhìn ra thì hiện tại là nước đang dâng lên nha, và chạm vào van thao cơ 1cm nữa thôi là sẽ tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thao cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì vì cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đấy, rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thước laser các bác nhá. Đấy, thước laser. Con này bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và con này cũng siêu tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thước như này. Đấy. Một cái thước như này các bác này. Đấy, một cái thước như này thì rất là tiện các bác này. Đấy. Con này là nó dòng đa di năng luôn. Đây là cái phần cản pin các bác. Giật cái cản pin này ra cho em, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc lên thì cái phần laser nó sẽ hoạt động các bác nhá. Đấy, đây. Đây, laser này các bạn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là hai tia nhá. Tia đứng, tia nằm và tia dấu cộng nhá. Dấu cộng là tia lấy góc vuông đấy. Đấy thì các bác gạt ở đây cho em để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Đó, đây. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 90.000 cho một con thước laser như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Ngoài tia laser đây, đấy tia laser này các bạn, rất là rõ luôn nhá, rất rõ luôn. Đó. Thì sẽ còn có cho các bác là đây. Đây tia này là tia này là tia nằm này, đấy. Tia này là tia đứng này. Và giữa này thì sẽ là hai tia này. Đấy, các bác thấy không? Đây rất rõ luôn nhá, rất rõ luôn, các bác thấy không? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái mực nước nữa này. Đứng, nằm và nghiêng. Đấy, một cái thước đo 15 cm và một cái thước rút 2 m. 2 m, 2 m rưỡi gì đấy. Đây. Đấy, một thước rút 2 m, 2 m rưỡi nữa. Bóp thì nó sẽ vào. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì một cái con thước laser như này bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá rất yêu thương cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90k. Lên mã giúp cho em đó là thước laser, thước laser nhá, thước laser 90k một em, 90.000 cho một em thước laser như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh. Giá thì chỉ có 40 cành một chiếc này thôi. 40k cho một em như này. Chuyên dùng để chống giật bình nóng lạnh, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Về nhà các bác chỉ cần kết nối với cái dây dẫn nước bình nóng lạnh cho em là xong. Chống giật bình nóng lạnh 40k một chiếc, các bác mua thì phải mua cả đôi nhá. Đấy, dùng cho em cả dây nóng cả dây lạnh luôn. 40.000 một chiếc. Đây em sẽ có cái video luôn. Lắp đặt ở đầu ra nước. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Đấy, rất ngon, mà giá chỉ có 40.000 thôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đây nó sẽ là một cái đầu vòi nước rất là tiện ích các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu vòi nước siêu tiện ích luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Qua theo, đây nha. Đó. Chia ra cho các bác hai đường nước luôn. Hai đường nước vào đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu gen xoáy như này. Đầu gen xoáy này để các bác có thể kết nối với các cái đầu nguồn nước khác cũng ok. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Lên theo là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Vòi cam xanh
giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài gót chân nhá, máy mài gót chân. Đây nó sẽ là một cái máy như này. Đấy, có kèm cho các bác là một dây cáp sạc và thêm cho các bác một viên đá nữa. Đây. Các cái phần chân tay các bác dùng mà nó lâu ngày nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy. Thì các bác dùng cái máy này các bác mài đi cho em. Đấy. Đây, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó. Con này nó yếu pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy. Bên shop đang gửi tới các bác một cái máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhé, 100.000 cái máy mài gót chân như này. Lên cho em là máy mài gót chân, mài gót chân này, máy mài này, máy mài gót chân nhá, gót chân, giá sẽ là 100k. Bên shop có bán cả cao ngựa luôn, cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ. Cầm anh lọ cao ngựa đây nào. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái típ cao ngựa. Đây, đây, đấy, cao ngựa đây các bạn này, đấy, đây cao ngựa đây. Sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy, về nhà các bác bôi vào cho em thì nó giúp cho các bác là vừa là làm mềm. Đấy, và tái tạo các cái phần da bị lâu ngày nó bị khô. Đấy, bị khô. Khô nứt nẻ. Giá sẽ là 30k cho một lọ cao ngựa nhá. 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sơn inox nhá. Sơn inox. Đấy. Nó gọi là sơn inox tại vì là đây của nó sẽ là thành phần của nó là inox. Đấy. Khi các bác dùng thì nó rất là tiện. Đấy. Thì con này các bác chuyên dùng để mình phủ các cái loại sắt bị han gì đây, hoặc là sắt bình thường các bác cũng dùng phủ được hết đây. Đấy. Nó sẽ là một cái lớp inox như này. Đó. Và dòng này của nó sẽ là inox 318 nhá, inox 318. Đây. Thì khi các bác sơn phủ lên nó sẽ như này, rất là tốt luôn. Chống rỉ, chống ăn mòn và chống rỉ sét rất là tốt. Màu của nó là màu inox. Màu inox nhũ bạc này, rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một chai, cho một cái lọ sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho bình sơn inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy thái rau. Máy thái rau bằng tay. Đấy, con này thì nó sử dụng bằng tay thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Đây là cái cặp lưỡi của nó này. Lưỡi thì sẽ là có là lưỡi sợi tròn, sợi dẹt và thái lát nhá. Thái lát, đó, rất là ngon. Về nhà các bác chỉ lắp ráp vào là sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 100.000. Cái này 100 à? 100.000 cho một con máy thái rau như này, giá rất hợp lý các bạn. Đây 100.000. Đây mã giúp cho em đó là máy thái rau nhá. Máy thái rau. Giá sẽ là 100k. 100k cho mấy em máy thái rau như này. Đây em cũng có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đây các bạn này. Bạn có thể dùng để bào sợi rau củ quả, nghiền tỏi ớt. Nó là cứu cánh của tôi trong công việc nhà bếp, nhanh, sạch sẽ và không lo bị đứt tay. Điều quan trọng là hình dạng được cắt ra tốt hơn và nhanh hơn so với hình dạng được tạo ra bằng dao. Và nó cũng rất dễ dàng để làm sạch. Máy cắt rau củ này không chỉ dùng để chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất là ngon luôn, giá thì chỉ có 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu sản phẩm của thương hiệu iPhone. Đầu tiên nó sẽ là sạc nhanh nhá. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max, một củ sạc và một dây. Một củ sạc và một dây. Đấy. Đấy, iPhone của táo các bác này. Đây. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đây. iPhone 14 Pro Max này, đó. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k, đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là củ sạc đa năng. Đây, cũng dòng của iPhone 14 Pro Max. Đây. Đó, củ sạc đa năng nhá. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng.
Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện và nó sẽ có hai chân Type-C và hai chân USB, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đó, iPhone 14 Pro Max. Đó, giá sẽ là 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, các bác lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k. Thì các bác lên đúng tên đúng mã cho em nha, tại vì khi quay thì em đã quay hai cái cùng nhau rồi, thì các bác chỉ cần lên đúng tên là được. Cái này nó sẽ là củ sạc đa năng, củ sạc đa năng, củ sạc đa năng nhá. Giá sẽ là 80.000, 80k cho con củ sạc đa năng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên em về cho các bác sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa. Thì đây nó sẽ là một cái dòng như này, bao gồm cho các bác là một đầu như này để các bác lắp vào đầu máy khoan máy mài, máy khoan máy khoan pin, khoan điện, và ba cái lưỡi cưa như này. Đó. Rất tiện ích luôn, combo cho các bác đầy đủ. Về nhà các bác chỉ cần lắp và sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đầu chuyển cưa này. Rất rẻ các bác, chỉ có 80k trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Hào thích thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lộng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa. Tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đó, rất là ngon. Con này các bác dùng chuyên để cắt gỗ chứ nhỉ? Rất tuyệt vời luôn nha. Đó, 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con sản phẩm, đó là cái con massage chân nhé. Lên cho em là thảm massage chân. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tấm thảm như này, một máy sung điện này và một dây sạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 60.000 thôi nhé. 60.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân, giá sẽ là 60.000. Con này thì nó dùng là bằng massage sung điện. Đấy, massage sung điện dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, và các bác về mình sử dụng thì rất là ngon. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn nha. Đấy, giá của nó sẽ là 60k nha, 60k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân nha. Thảm massage chân này, thảm massage chân, giá sẽ là 60k nha. 60.000 cho mấy em thảm massage chân như này. Đây em sẽ có video luôn. Đây. Công nghệ Nhật đang là sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhiều người ưa chuộng, và cả chức năng rung xoa bóp từ nhà để mang sao sự thoải mái cho người dùng. Ưu điểm của thảm là massage trị liệu cho ngón chân, bàn chân, kết quả massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau khớp, làm tăng mệt thương, điều trị những mất ngủ, giảm nguy cơ đột quỵ, tăng lưu lượng máu. Đó, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây, tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là hàng gửi đến các bác tò tí tia. Đó. Em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em, thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu. 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy, đấy. Hộp 3 chiếc rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho ba cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức. Đây, Winling hai hình người của Đức này. 100.000 cho ba chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi, vài chục nghìn rồi. Đấy. Thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá, tanh tách luôn. Đó, đây các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon. Và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy. Có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này. Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhá. Đó. Và có cho các bác là hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy. Cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bác. Đây. Đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy, đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng đức như này nha. Đấy. Các bác lên cho em là bộ móng đức nha, bộ móng đức giá sẽ là 100k. Đó. 100k cho con móng đức như này nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là móng đức giá sẽ là 100.000. Đó. Móng đức này, đấy. Móng đức 100k này, đó 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi. 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng 60.000. Con này thì nó cũng có ba cái bấm móng như cái bấm móng đức kia. Đấy, ba cái bấm móng đức nhá. Đấy, tức là có ba cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy giấy tai các kiểu con này đều luôn, vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy. Giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh, con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn. Cũng là con này có 100 à? 100. Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Để combo cho các bác ba mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ là ba món như này, ba món như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Ví xanh nhá. Đấy, ví xanh. Ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này. Có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này. Còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện công nhân viên tránh việc trùng đơn. Nhận hàng của các công ty ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em ship code toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên bên em lên cho các bác đó là cái keo đa năng xanh nhá, keo đa năng xanh. Đấy, nó vỏ màu xanh như này. Bên em lên nó sẽ là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ và bên em bán là combo 3 típ là 50.000, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 một típ như này. Một hộp của nó sẽ là 60g, một típ này là 60g nhá. Lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, và bên em bán theo combo. Đấy. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh này, keo đa năng xanh. Đấy. Một típ thì sẽ là bằng 20k nhá. Đấy. Và ba típ thì sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho ba típ. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây là con keo siêu dính nano nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấy. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy các bác nha, giá thì chỉ có 20.000 típ này thôi, và mua 3 típ thì sẽ là 50.000. Lên cho em là keo đa năng xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Đấy, thuốc trị Long Ben Hắc Lào, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bác nào chuyên bị Long Ben Hắc Lào này, đấy, Long Ben Hắc Lào rồi nấm ngứa này, đấy, nấm ngứa. Đấy, và các cái bệnh ngoài da mãn tính thì các bác dùng cái này cho em, từ
1 đến 2 tip là sẽ khỏi dứt điểm cho các bác luôn. Đó, cái này em bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì chuyên trị long ven, hắc lào, nấm ngứa. Đấy, kẽ chân, kẽ tay các bác bôi này cho em, khỏi luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một tip này thôi. Lên cho em là long ven hắc lào nhá, 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít. Đấy, bình 20, dung tích là 2 lít. Vỏ bên ngoài của nó thì bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, khá là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và con này dung tích của nó 2 lít này, bên trong cũng bằng inox luôn. Con này thì không giữ nhiệt đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia. Đấy, hoặc là nói chung là đa chức năng, các bác cứ đựng nước là ok. Còn nó không có tính năng giữ nhiệt, tại vì cái giá của nó thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Các bác lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Giá sẽ là 80k. Các bác dùng để đựng nước uống này, đựng nước ở trên phòng này. Đấy, nhà có phòng thì các bác đựng vào trên phòng, hoặc là đựng nước uống để bàn, có khách khứa vừa sang xịn mịn, vừa đẹp, vừa lịch sự. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đó, chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, bình 20 nhá, 80.000. Sao lại nó lại giá nó lại rẻ vậy các bác ơi? Đấy, 80.000 cho một con bình như này, bằng inox rất dày dặn chắc chắn. Dùng thì thao thoải mái ok luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là máy cạo râu 9D nhá. Con này thì lại còn giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một em máy cạo râu như này. Hàng 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho các bác nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác chức năng đầu tiên đó là cạo râu này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cái phần cạo 3 lưỡi như này, 3 lưỡi kép cạo cực kỳ sạch luôn. Đây, các bác chỉ cần đưa vào là mình cạo thôi. Đó. Lưu ý các bác khi cạo thì các bác đi chậm đi em. Đi chậm để cho lưỡi nó ăn vào, nó cạo cho râu nó sạch nhá. Đó. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt xèo xẹt chưa? Đó. Thứ nhất là các bác đi chậm cho em nhá. Đi chậm cho em này. Đấy, đây râu nó đứt rồi này các bạn này. Đó. Các bác đi chậm cho em. Đấy, sử dụng xong thì các bác tháo ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cho em cái phần là đây. Đấy, nó có cái phần là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lắp vào. Lắp vào, tỉa lông mũi này. Đấy, cứ lắp vào cho em là xong. Đó, tỉa lông mũi này. Có cái phần tăng đơ này, tăng đơ này. Đấy, tiếp theo nữa là có cái phần cho các bác để massage này. Đấy, massage để mình kê cái phần chổi như này để các bác massage mặt. Đấy, massage mặt nữa rất là ok. Giá chỉ có 95.000 thôi, combo cho các bác là 4 đầu để các bác thay tháo nhá. Đấy, massage mặt này, cạo râu này, tỉa lông mũi này, rồi tăng đơ chấn viêm. Đấy, một con hàng con này là 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một con hàng như này nhá. Và cái giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ cho anh em và các bác. Đấy, hàng 4 chức năng cho các bác luôn. Mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một con này thì nói chung là các bác cũng chả đi đâu mua được con này. Đây, có cáp sạc, cáp siếc hẳn hoi. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. 95k. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này thì giá quá hạt rẻ rồi. Các bác có thể sử dụng rất là tiện ích luôn. Đấy, 95.000. Không thể tin nổi luôn các nhá. Đấy, chả đi đâu mà mua được một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Giá chỉ có 95k thôi. 95k. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Đấy, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Lên cho em là kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một con kìm như này. Các bác dùng thì mình bấm cúc quần, cúc áo, nói chung là đa chức năng, hoặc là bấm cúc của các cái chi tiết khác đều ok hết. Lên cho em là kìm bấm cúc. Giá thì một cái bộ như này chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tiện dụng, dễ sử dụng được. Chị em tin dùng mua nhiều. Đấy, chỉ cần lắp vào này cho em là xong. Rất là tiện luôn. Rất tiện cho các bác sử dụng nha. Và cái giá thì rất hợp lý các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp vào này là xong. Sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lường đem ra tiệm sửa thì mấy bạn sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này, không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc được liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn. Rất là ngon đấy. Lỡ có mà bị rộng hay là áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định. Bấm là sang liền, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo khô thôi nhá. Đấy. Táo khô này, đây, táo khô. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, táo khô của Samsung Hàn Quốc đây. Đó, Korea Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đây, một bịch như này. Đấy. Bịch này rất là đẹp các bác này. Đó. Hàng táo đều đẹp nhá, táo đều đẹp. Con này thì giá của nó sẽ là đây, hàng của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Toàn bộ của Hàn Quốc hết nhá.
mã tem, mã vạch, mã cốt Hàn Quốc đàng hoàng. Anh Minh hộp của nó chất lượng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là táo Hàn Quốc nhá. Táo Hàn Quốc giá của nó sẽ là, con này thì phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn nhá. Đây thì phần bán của nó số 1 Hàn Quốc luôn này. Korea các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là táo khô, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một hộp táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Đấy, con này thì chuyên để tẩy xoong nồi này, xoong nồi vành bánh xe. Đấy, xoong nồi vành bánh xe ô tô rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bác nào có ô tô thì các bác cứ mua cái này về cho em. Mình dùng chuyên để tẩy ô tô rất là tiện đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước vào, cho làm ướt bề mặt, sau đó thì mình cho cái này vào. Sau đó thì mình đánh thì cọ đi là sẽ sạch luôn. Lên cho em là tẩy xanh 25k trong hộp tẩy xanh như này nhá. 25.000. Đây em tôi video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bạn. Tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy đó, giá 25k đó nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nấm nhá. Đèn nấm thì cái này các bác dùng nó là đèn ngủ nhưng mà em lên tên nó đèn nấm tại vì nó hình cây nấm như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ cảm biến và nó sẽ không lên đâu nhá. Ban đêm trời tối nó sẽ lên, đây em che đi này. Đấy, em che đi là nó tối là nó sẽ lên thôi. Đó, ban ngày thì cảm biến là nó sẽ không lên nhưng mà ban đêm trời tối là nó sẽ lên các bác. Đấy, con này thì nó sẽ đang sáng quá nó không lên được. Đấy các bác này, đây. Đấy, em che đi, phải che hẳn đi này thì nó mới lên này. Đấy các bác thấy không, đó. Thì các bác dùng để làm đèn ngủ nó rất là tiện. Đấy, mình cắm trực tiếp vào ổ điện nhà mình. Đấy, ban ngày thì nó sẽ không sáng và ban đêm thì nó sẽ sáng để cho các bác đi lại ở những khu vực nào các bác chỉ cần sáng ban đêm thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn nấm nhá. Đèn nấm giá sẽ là 25k đó. Đèn nấm này. Đấy, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trong cái đèn nấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Dép đi trong nhà thì ai cũng đi vừa cả và nó cũng không quan trọng màu sắc đâu. Giá thì chỉ có 35.000 trong đôi này thôi. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nỉ này. Đây là bằng nhung này. Đấy, rất đẹp. Rất đẹp nhá. 35k. Các bác chuyên dùng để đi trong nhà nó rất là tiện ích, sạch sẽ. 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc. Đấy, máy sấy tóc. Đây. Hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn và máy chạy cực kỳ là khỏe. Đây em cắm trực tiếp cho bác xem. Máy sử dụng trực tiếp điện 220V nhá. Đấy, đây. Đấy có theo. Rất mạnh luôn nhá và nóng rất là nhanh luôn. Nóng rất là nhanh. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả. Các bác bật phát nóng luôn các bác. Đấy, công suất của nó là 3000W. Bật phát nóng luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ có chức năng là nóng thôi nhá. Chức năng là nóng thôi. Đấy, gọi là máy sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là sấy tóc nhá. Máy sấy tóc giá sẽ là 35k. À 130.000. Đấy, lên cho là máy sấy tóc này. Giá sẽ là 130k nhá. 130k con máy sấy tóc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chắn. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì nó sẽ là dòng chắn dầu mỡ nhá. Đây, các bác đùn để chắn vào cái bếp ga này rất là tiện ích này. Đấy, chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ khi mà các bác đùn thì dầu mỡ nó văng ra thì các bác chắn lại cho em. Đấy. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 32cm và một chiều là chiều dài là 84cm nhá. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái chắn dầu mỡ như này. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái sen như này và ở đây nó sẽ có một cái đầu vòi cao su như này. Khi tắm thì các bác dùng để massage kỳ cọ được luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con sen cao su như này thôi. Đấy, có cả sen cả dây như này. Đây, đầu này để các bác kỳ cọ này. Đấy, vừa kỳ cọ massage được luôn, rất là tiện. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trên tay và cũng có các cái chế độ này. Có 3 chế độ để xả nước rất là ngon lành luôn. Lên cho em là sen cao su. Giá thì chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con sen cao su như này. Con này thì cũng rất là tiện ích. Đấy, lên cho em là sen cao su nhá. Đấy. Sen cao su này. Sen cao su giá sẽ là 90k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó, thì nó đây sẽ sen tắm như này, các bác dùng để massage này, kỳ cọ này. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái sen tắm cao su này giá chỉ có 90.000 thôi. Đó.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái ổ đúc cao su nhá. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Đấy, phích cắm thì sẽ là 20.000 cho một cái phích cắm như này và có đèn báo này. Đấy, cái phích cắm này thì sẽ có đèn báo cho các bác. Đây. Đấy, cái phích cắm này có đèn báo này các bác này. Cắm vào là có đèn báo sáng như này. Đây, rút ra này. Cắm vào có đèn báo sáng này. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng nhá. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng như này. Con này thì sẽ là 20.000. Đấy, còn cái phích cắm thì sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Dòng cao su non. Đập phá thoải mái cho các bác nhá. Đấy, cao su non như này, đập phá thoải mái luôn, lõi bằng đồng hết. Đều là 50.000 một cái nhá. 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc. Công suất của nó lên tới là 250V 16A. Đấy, 50.000 một chiếc, hàng nội địa của Nhật. Con này các bác dùng đập phá thoải mái cho em luôn. Đó. Đập phá thoải mái nhá, hàng cao su non, yên tâm sử dụng. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 một chiếc này thôi. Hàng 3 chân và hàng 5 chân đều là 50.000 nhá. Riêng con 3 chân này có đèn báo, con 5 chân không có đèn báo. Về nhà các bác xoáy ra cái nối dây vào đây cho em. Rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì em lại cập nhật các mã hàng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác là gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bên em ship code toàn quốc nhé. Từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua giúp cho em đủ 200.000 thôi. 200.000 thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì là to cả. Các bác cứ mua đủ 200 rồi cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá, xi đánh giày. Mã này thì trước Tết thì em cũng có đặt hàng nhưng mà hàng nó không về kịp trước Tết, thì đây giờ hàng về để phục vụ các bác. Đây. Nó sẽ có màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, về nhà thì các bác bóc ra như này cho em này, sau đó thì mình lấy cái phần bông này ra. Đây. Các bác lấy cái phần bông này ra này. Đấy, lấy cái phần bông này ra. Lấy phần bông này ra và các bác quệt vào, sau đó thì mình đánh vào cái phần giày dép của mình thôi. Đấy, mình đánh vào cái phần giày dép của mình. Thì con này nó là vừa tạo độ bóng này, độ bóng, độ mịn và giúp cho cái giày của các bác nó da nó mịn và nó mềm nhá, da mịn mềm. Đó. Thì giá thì và rất là thơm luôn nhá. Cái này mùi của nó cũng rất là thơm. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là xi ở bên dưới và cái chổi bông ở bên trên. Thì các bác cứ thế là mình đánh thôi. Rất là tiện. Có màu đen và màu nâu nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày này thôi. Lên cho em là xi đánh giày. Giá sẽ là 30k cho một hộp mà xi đánh giày như này nhá. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 này. Đấy. Thì con này chất liệu của nó bên dưới là bên dưới của nó là bằng cao su non này, bên trên thì bằng nỉ nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Kích thước của nó là 40x60. Đấy, lên cho em là thảm 46 nhá. Con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 cho một chiếc như này. 45.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46, giá sẽ là 45k. Đó. 45k cho một chiếc thảm 46 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình voi nhá, bình voi. Dung tích của nó thì nó sẽ là dung tích là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Hàng về tùy theo lô. Đấy, có lô thì 1 lít, có lô thì 1 lít 2. Tùy theo lô nó về nhá. Lô này thì nó sẽ là 1 lít 3 này. Đấy, có lô thì 1 lít 2, có lô thì 1 lít 2. Một lô lít 3 nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ có cho các bác là cái nắp một cái hệ thống ống mút này. Ống mút này thì nó sẽ là dòng ống mút tự động rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác đút cái này vào cho em. Đây, đút vào đây. Đó. Và các bác cho cái đầu mềm này xuống dưới nhá. Cho cái đầu mềm này xuống dưới. Đây, đầu mềm xuống dưới này. Sau đó thì các bác xoáy nắp lại cho em. Xoáy nắp lại, ấn nó xuống xoáy nắp lại. Đấy, và khi các bác chỉ cần mở ra như này thôi thì cái nắp nó sẽ đẩy lên nhá. Mở ra nắp đẩy lên này. Đấy, các bác ấn thì nắp lại vào, mở ra nắp đẩy lên. Thì rất là tiện để các bác có thể dùng mình uống nước này. Đấy, xài quai sách rất là đẹp luôn. Và giá thì một con bình voi hàng của Nhật cao cấp như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 120.000 cho một cái bình voi như này thôi nhá. Đúng giá đấy. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó, bình voi. Giá chỉ có 120 cành thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Dùng 160.000, xin lỗi các bác nhá. Đấy, 160.000. Đấy, em nhớ nhầm giá các nhá. Đấy, xin lỗi các bác. Sao cái bình voi này 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một cái bình voi như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít 2 đến 1 lít 3. Đấy, kích thước của nó đây. Con này thì giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 160k các bác nhá. Xin lỗi các bác nhầm giá 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Bắt đầu sang mùa hè rồi. Miền Bắc thì chuẩn bị vào miền Nam thì các bác đã bắt đầu nóng rồi. Và các bác phải dùng cái đá này rất là nhiều. Thì đây nó sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức.
nó sẽ là một cái viên đá khô như này. Về nhà các bác bỏ vào trong cái ngăn đông của tủ lạnh này, trong ngăn đông của tủ lạnh, ngăn đá đấy. Sau đó thì các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt và các bác uống nước lạnh. Muốn uống nước lạnh thì các bác chỉ cần là bỏ cái viên này vào viên vào bia, vào nước ngọt cho em. Đấy, hoặc vào rượu, vừa là không mất hương vị, vừa tạo độ lạnh, độ mát rất là tốt luôn. Và cái giá thì chỉ có 70.000 thôi, 70.000 nhá. Đấy, 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu này, bao gồm cho bác là 6 viên. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đấy, đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp. Đấy, 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này các bác này. Đấy. 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Đấy thì các bác bị Long Ben lắc Hắc Lào nấm ngứa vẩy nến các thứ là bôi khỏi hết cho em nhá. Đấy, lên cho em là Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30k cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Long Zin nhá, Long Zin. Đó, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu là mặt đen và một mẫu là mặt trắng như này. Đấy, đồng hồ Long Zin, mẫu mặt đen, mẫu mặt trắng như này. Giá của nó sẽ là 250.000 cho một cái mẫu đồng hồ Long Zin như này. Đấy. Hàng cực kỳ là ngon luôn, đồng hồ Long Zin của Nhật nhá. Đây. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Long Zin. Đó, con này thì sẽ là 250.000 cho một con đồng hồ Long Zin như này. Đó, 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đồng hồ Rolex này. Đấy, đồng hồ Rolex, con này thì nó sẽ là Rolex màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 tròn nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. 300.000 giá sẽ bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đó, bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đồng hồ Rolex này có lịch báo đàng hoàng các bác nhá, có lịch báo đàng hoàng như này. Một con đồng hồ Rolex như này giá của nó sẽ là 300k. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả, một hộp này của nó 10 chiếc, giá thì sẽ là 70.000. 70.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Cái này bao nhiêu nhỉ? Xiên hoa quả này. 50.000 các bác nhá. Đấy, trước em bán là 70.000. Lô này về giá cực tốt cho các bác luôn, hàng dày dẫn chắc chắn. Đẹp, hàng của thương hiệu Winling của Đức Hay người này. Đấy. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc như này. Các bác dùng để xiên hoa quả này rồi đồ ăn, thức uống đều ok hết nhá. Đấy, các loại đồ ăn hoa quả hoặc là các bác ăn trong bữa ăn mà có cái gì cần xiên thì các bác sử dụng cái này cho em, nó rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức Hay người đây. Một hộp này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một hộp 10 chiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện. Giá chỉ có 60.000 thôi mà các bác được tặng kèm tới 4 đầu bàn chải. 4 đầu bàn chải, một thân máy này. Một thân máy, 4 đầu bàn chải cho các bác luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng và kèm một cái cáp sạc. Đấy, kèm một cái cáp sạc luôn đây. Đấy, con này thì quá là tuyệt vời rồi. Đây. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, giữ lì cho em. Giữ lì cho em nhá. Nếu mà con nào mà các bác bật không lên thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin thì các bác sạc ở đít này. Đó. Đấy, để lâu nó hết pin. Đấy, được rồi. Đấy, các bác này. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. 32.000 lần trên một phút. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Và nó có các cái chế độ là làm sạch, làm trắng rồi vệ sinh niếu, vệ sinh lợi đầy đủ cho các bác này. Đấy, có 5 chế độ như này. Các bác sẽ có cho các em là 4 cái đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải nguyên niêm phong như này. 4 đầu bàn chải như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Tính ra là cũng chỉ bằng các bác đi mua 4 cái bàn chải 15.000 một chiếc thôi, 60.000. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác rằng sản phẩm đó là cái chốt cổng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá, chốt cổng tự động. Đây nó sẽ là một cái chốt như này, nó rất là tiện này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho cửa vào là nó sẽ sập vào thôi. Đấy, còn khi mà tháo ra thì các bác nâng cái này lên là nó sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đấy, lên cho em là chốt cổng tự động nhá. Bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho cái chốt cổng tự động như này các bác nhá. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động giá sẽ là 40k. Đó. Chốt cổng này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Chốt cổng giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Đây em sẽ có video. Các bạn này. 50.000 thôi. Các bác gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng.
Đấy, các bạn sập phát nó vào luôn, nó rất là tiện nhá. Đó. Đây là cái khóa cổng tự động nha các bác. Món này rất là dễ dặn và cứng cáp, giá chỉ hơn 50 nghìn ạ. Các bác gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đóng lại thì nó sẽ tự động chốt, rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra các bác có thể cài thêm một khóa phía dưới nữa. Bắt đầu cần đến mua cửa hàng. Đấy. Con này thì trước em đang bán là 40.000, đợt này hàng nó đồ sắt nó lên một chút thì con này các bác lên cho em là chốt cổng nhá, giá sẽ là 45.000. Đó, chốt cổng giá sẽ là 45k cho cái chốt cổng này. Đó, 45.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chốt cửa này, chốt cửa thì sẽ là 40.000. Cái này thì các bác có thể nó nhỏ hơn thì các bác có thể dùng để mình chốt cửa chuồng chó, chuồng mèo hoặc là các cái cánh tủ, cánh chiếc. Đấy, nó nhỏ gọn đây. Thì nó sẽ nhỏ gọn này, cái này các bác lắp vít vào đây cho em này. Đấy, khi mình mở ra thì kéo cái này ra thì nó sẽ đẩy ra này. Đấy, đây nó sẽ có cái lò xo, các bác kéo này nó sẽ đẩy ra. Đấy, kéo này nó đẩy ra này. Đấy, kéo này mạnh cho em, kéo mạnh cho em là nó sẽ đẩy ra. Còn khi các bác sập thì nó sẽ có quán tính là nó sẽ tự sập vào thôi. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhé, 40k. Lên cho em đó là chốt cửa tủ. Đấy, chốt cửa tủ giá sẽ là 40k. Đấy, còn con kia là chốt cổng thôi. Cái này các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá. Đấy. Chốt cửa tủ này, giá sẽ là 40k. Đó. 40k cho cái chốt cửa tủ như này. Đây em cũng có video luôn. Đây các bác này. Đang tiện lợi dễ. Đấy, các bác thấy không? Đây, chỉ mình chỉ đẩy này là nó sập vào thôi. Rất là tiện. Đấy. Rất tiện luôn các bạn. Đó, tiện lắm. Sập này là nó vào, còn khi đẩy ra thì các bác chỉ cần là hất là nó ra thôi. Và con này các bác chỉ cần bắt vít vào cho em là xong. Đó. Rất là tiện nha. Chốt khóa cửa tủ hòm tự, động đa năng tiện lợi dễ, dáng lắp đặt, được tin dùng. Con này thì các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá, giá sẽ là 40.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày đây. Giấy lau giày con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác chuyên dùng để mình lau giày, lau dép rồi nói chung là có thể là vệ sinh bàn ghế cũng đều ok hết, tại vì nó có cho các bác cái xà bông tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ việc lau thôi. Ngoài lau giày, lau dép thì các bác có thể lau tủ, lau bàn, lau ghế đều ok hết. Nhưng mà con này chuyên dùng để lau giày. Chuyên dùng để lau giày. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này nhá. Đấy. Đây ví dụ như là cái dép của em đây. Đấy, nó đang ố vàng như này. Em lau là nó sẽ cải thiện cái độ sạch của nó lên tới 90% luôn. Các bác này. Đấy, đây. Em sẽ lau cho các bác xem. Đấy, bỏ em cái khăn này gần như. Đấy, đây nhá. Nó đang ố vàng này. Em đánh một lúc này. Đấy, các bác có thể là nếu mình có thời gian thì mình cứ đánh này, sau đó thì để nó ngấm vào cho nó tẩy sạch đi, sau đó thì các bác lau đi xem. Đấy, còn đây là em đánh trực tiếp xem, em lau luôn cho các bác xem. Cái độ sạch của nó cũng phải lên tới 90% luôn các bác nhá. Đấy, và nó sẽ có cái xà bông như này. Cái này là thực tế luôn chứ không phải là hoa mỹ gì cả nhá. Đây, đấy em lau đi các bác này. Đấy, lau đi. Đấy các bác thấy không? Đó, đây, nó sáng bóng này luôn này, gần như mới luôn nhá, gần như mới luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000. 20.000 cho một bịch như này thôi. Lên xem đó là giấy lau giày nhá, giá sẽ là 20k cho một bịch như này. 20.000 cho bịch giấy lau giày như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đũa vàng, đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 10 đô. Đấy. Hàng đũa mạ vàng của Hàn Quốc cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Một vỉ 10 đô nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 thôi. Giá chỉ có 35.000 cho một vỉ đũa bao gồm 10 đô như này. 35k. Đầu mạ vàng cực đẹp luôn. Hàng thì hàng của Hàn Quốc. Rất đẹp, rất mê ly cho các bác nhé. Về nhà các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì chỉ có 35k thôi. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích rồi. Hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Đấy, hàng Hàn Quốc yên tâm sử dụng đây. Korea các bác này, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây, Korea này. Các bác lên xem là đũa mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. Đấy, con này trước em đang bán là 50.000 nhá. Đợt này về tri ân cho các bác đầu năm giá tốt luôn, 35k. Đó, đũa mạ vàng Hàn Quốc rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là kìa. Nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng áp cóc, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Đây.
giá thì sẽ là 110.000 cho con áp cóc như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các cái thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước có dấu hiệu điện của giò gì chập cháy hoặc là quá tải là áp sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là áp cóc 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cóc 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cóc 30A nhá. Cóc 30A này. Cóc 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cóc 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con áp đại 40A đây. Đấy. Con áp đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn, hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con áp cóc, à một con áp đại 40A như này. Đấy, áp đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên xem là áp đại này. Đó. Áp đại 40A, áp đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con áp đảo chiều này. Áp đảo chiều. Con này thì nó sẽ là dòng áp đảo chiều và 63A nhá. Đấy, 63A đảo chiều. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 trong con áp đảo chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là áp đảo chiều, 110.000 cho một con áp đảo chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Hôm lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt vào cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến, đây. Các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây, Đó. Lên cho em, đưa anh cái rẻ miêu. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin, sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi là sáng bóng đẹp luôn. Đó, đây, các bác tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây, đấy, các bác. Đầu tiên các bác bật lên cho em này, đấy, và mình chỉnh lên một chút này. Sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Đấy, đều nhau tam táp luôn, Đó, hai chén đều nhau tam táp luôn nhá, các bác thấy không? Đây, hai chén này đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này. 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Đây. Lên cho em là máy rót rượu này, 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này, qua đây, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái âu như này. Bốn cái âu như này, nếu các bác mua bình thường một cái âu như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi. 160 nghìn để mua được bốn cái âu inox đẹp như này. Đó, mỗi cái âu này của nó thì sẽ là 0.5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy. Và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây, Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào, Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhá, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm, cho gạo và nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi, mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy.
Thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây, con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này. Điện thì nó sẽ là 110 đến 220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259, 130, 220. Đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180k. 180.000 cái cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái ô inox đấy nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 4 cái ô inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù luôn các bác này. Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút cái lên cho em, đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3 đến 5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn, có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn, có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện này nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này, bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3 đến 5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn, cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? Đèn bão là 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100.000 cho cái đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm, có cái viên pin hạt nam châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ cho anh cái đôi pin đĩa đây để anh chạy thử này. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây, em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái nam châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này. Bóc ra. Các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào, sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu, nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay các bác này. Đấy. Sau đó là các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn đấy. Đấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bác này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng. Và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây, chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên cho em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seiki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này. Con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bạn, cũng rất là bén luôn các bạn này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa chức năng luôn. Con này thì dài khoảng 20 cm.
Còn con này thì dài khoảng 30 cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này. Cán gỗ này. Cán gỗ giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhá. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không kiểm nghiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhá. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhá. Đấy, các bác lên cho em là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá, thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bác này. Đấy, muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn, các bác thấy không? Đấy. Quánh điện thành tách luôn nhá, quánh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vật muỗi này, vật muỗi thì các bác dùng vật như bình thường. Đây, công tác đây các bác vật như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vật như bình thường chứ nhá. Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vật đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vật đứng, giá sẽ là 130.000 cho một em vật mũi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vật đứng này. Đó. Vật đứng giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em vật đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt vào cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50k cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy. Dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác đàng hoàng, các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha, các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô, mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá, bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá, hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt như này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá, chống mất, nó đai vào đây rồi. Các bác dùng an toàn, có gioăng. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá, giá chỉ có 130.000 thôi. Đó,
lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc này. Đấy, như người ta mặc này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa, hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1, hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạt nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạt nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây. Hàng thì đúng như người ta mặc luôn. Đó. Khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá, dây đeo dây điếc đàng hoàng. Đó, đây các bác này. Đấy, chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái bộ quần áo mưa như này, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. Cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000. Đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000. Nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195k. Lên cho em là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này. Con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, ở đây thì có bao đựng cho các bác luôn. Đấy, đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này cũng rất tiện ích này. Và đây nó sẽ làm cái áo mưa choàng nhá. Đây, khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy, công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính viết đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150-200 nhá. Đấy. Lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100k cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy. Thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80k một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi. Giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn. Đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Đấy. Rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi. Rất đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, đấy. Rất đẹp các bạn nhá, mà giá chỉ có 80.000. Mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn. Màu sắc đẹp trang nhã, nam nữ già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy, 5 đĩa tròn. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp. Hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn. 5 đĩa tròn này. Đó, bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi, 25.000 cho một cái đĩa như này. Hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác trẻ đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo đĩa, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận.
Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này, một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn, 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy, 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy, thước rút tự hãm. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, Japan này, đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k. Đấy, 5m, 5m là bằng 40k này. Đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó, giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 40-50.000 trong cái thước như này thôi. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây, dao dọc giấy đây. Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 chiếc. Đấy, bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 chiếc nhá. Đó, lên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 chiếc. Đấy, và mua số lượng từ 3 cái cho lên thì sẽ là 10.000 cái. Rồi, ok.